Những thái độ vô thần trước phép lạ. Một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi ở người vô thần là sự phủ nhận toàn bộ những gì thuộc siêu nhiên, thánh thiên, thần bí, màu nhiệm. Người vô thần ít ra là bên ngoài, từ chối tất cả những gì không thể kiểm nghiệm bằng khoa học, nên phép lạ là sự kiện thực tại không bao giờ có, không thể chấp nhận đối với họ. Đó là nguyên tắc chung của chủ nghĩa vô thần. Nhưng trong thực tế, mức độ vô thần lại không đồng nhất giữa những người vô thần. Có những người vô thần trên lý thuyết, nhưng trong thực tế không vô thần. Có nhiều người vô thần dưới cái nhìn của người khác, nhưng khi một mình, họ không vô thần chút nào. Cũng có những người vô thần chốc lát, thời thế, hoàn cảnh, giai đoạn. Thực ra rất khó mà vô thần, khi con người luôn thao thức về tuyệt độ và tận thâm sâu tâm hồn vẫn tiềm ẩn những khát vọng thiêng liêng. Do đó, hời hợt nhận xét và hồ đồ dán mẫu mã vô thần cho người này, người kia thiết tưởng là việc không nên làm vì mang nhiều xác suất sai lầm. Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến những thái độ bên ngoài thấy được của những người không tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, khởi đi từ chính tin mừng. Thái độ của những người này thường không khác với những người vô thần, bởi cả hai đều từ chối Thiên Chúa và những việc lạ Ngài làm. Thứ nhất, không tin. Thái độ đầu tiên và căn bản của vô thần là không tin có Thiên Chúa, nên không tin bất cứ sự lạ, ơn lạ, việc lạ hay phép lạ nào được gọi là việc làm từ bàn tay thiêng liêng quyền năng, ngay cả bị đặt trước những phép lạ hiển nhiên không thể biện bác, họ vẫn không tin. Họ không tin không phải vì phép lạ không khả tính, nhưng vì phải bảo vệ bằng mọi giá nguyên tắc của chủ nghĩa vô thần, lý tưởng vô thần, danh dự của người vô thần, lập trường đường lối vô thần và cả lợi ích vô thần nữa. Họ là những người mà Đức Giêsu cũng phải lấy làm lạ vì họ không tin. Dù người đã làm ngần ấy phép lạ trước mặt họ, thế mà họ vẫn không tin vào người. Bên cạnh những người quyết liệt, dứt khoát không tin, có những người không tin vì sợ đám đông, sợ dư luận, sợ mất những gì mình đang có, như Gioan đã ghi trong tin mừng. Tuy nhiên, ngay cả trong giới lãnh đạo Do Thái cũng có nhiều người đã tin vào Đức Giêsu, nhưng họ không dám xưng ra vì sợ đám Pharisêu khai trừ khỏi hội đường. Thật thế, họ chuộng vinh quang của người phàm hơn vinh quang của Thiên Chúa. Thái độ không tin làm chật hẹp, cằn cỗi hơn là mở rộng phong phú tâm óc người vô thần. Bởi chính thái độ tiên thiên từ chối bất cứ niềm tin thiêng liêng nào sẽ biến họ trở thành những con người không còn biết cảm khi không còn biết tin. Mà niềm tin được coi là căn bản, nền tảng của tất cả các niềm tin khác, chính là tin ở một đấng thiêng liêng. Vì thế, sẽ không ngạc nhiên khi trong đời sống, chúng ta đối diện với nhiều người chưa nghe đã chối phăng, chưa nắm thông tin đã bai bãi chối. Thái độ không tin cực đoan và quá khích đó sẽ phá tận gốc thế quân bình tâm lý của bản thân người không tin và gây ra tâm bệnh. Thứ hai, thái độ dửng dưng, coi thường. Thái độ này không quá khích và là thái độ được chọn bởi nhiều người trước phép lạ sự lạ, nhân danh khoa học thực nghiệm và chủ nghĩa thực dụng. Họ tự đặt mình ra ngoài những chuyện không thực tế, nhưng coi là viển vông như các phép lạ, dửng dưng trước những thực tại thiêng liêng và coi thường những điềm thiên dấu lạ, là thái độ thường thấy trong một xã hội vật chất tiêu thụ, khi nhu cầu tinh thần thiêng liêng mất hẳn chỗ đứng trong đời sống. Đằng khác, cũng vì muốn ru ngủ lương tâm
để thoải mái hưởng thụ. Người ta cũng có khuynh hướng tập dửng dưng, coi thường những giá trị thiêng liêng. Thực ra, đó chỉ là một tránh né, trốn chạy chân lý được khéo léo ngụy trang. Thứ ba, thái độ thách thức. Ma quỷ đã dùng chiến thuật thách thức này với Đức Giêsu trong sa mạc. Khi lên tiếng đề nghị, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi. Thách thức là chiến thuật của ma quỷ chỉ dạy cho những người không tin Thiên Chúa. Khi phải đối diện với những sự thật thiêng liêng, những người Do Thái không tin Đức Giêsu là Thiên Chúa đã luôn thách thức, khiêu khích Ngài để Ngài làm phép lạ cho họ xem chơi, hơn là làm phép lạ để họ tin. Người thách thức Thiên Chúa là người không thiện tâm, nên đức tin không thể nảy mầm trong tâm hồn họ. Vì thế, Đức Giêsu luôn từ chối làm phép lạ như họ yêu cầu. Tin mừng Matthew ghi rõ, bấy giờ có những người thuộc phái Pha-ri-xêu và phái Sa-đốc lại gần Đức Giêsu và để thử Người: Thầy, xin Người cho thấy một dấu lạ từ trời. Nhưng Đức Giêsu biết thâm ý của họ, đã bỏ họ mà đi, sau khi nói: Thế hệ gian ác và ngoại tình đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Ngay khi chịu treo trên thánh giá, những người không tin cũng thách thức Đức Giêsu làm phép lạ. Nếu mi là con Thiên Chúa thì tự xuống khỏi thập giá xem nào. Sao không giỏi xuống khỏi thập giá mà tự cứu lấy mình đi? Như chúng ta biết, điều kiện để nhận được phép lạ là lòng tin. Nên khi không có lòng tin, Thiên Chúa không bao giờ ban cho ta phép lạ. Bởi khi thiếu niềm tin, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng của những người thách thức Thiên Chúa, thử sức Thiên Chúa, nắn gân Thiên Chúa. Và đó là trọng tội, như trường hợp của vợ chồng Canania và Sapphira đã bị Thiên Chúa phạt chết dưới chân tông đồ Phêrô vì đã thử thách thần khí Chúa. Thứ tư, chế nhạo, khích bác, hạ uy tín người làm phép lạ. Muốn hạ một phong trào, đoàn thể hay tổ chức nào, người ta thường bắt đầu bằng tìm cách hạ uy tín, làm mất danh dự của người lãnh đạo tổ chức, đoàn thể, phong trào đó bằng khích bác, chế nhạo, bới móc đời tư. Đức Giêsu cũng đã trải qua kinh nghiệm bị chế nhạo này. Khi Ngài đến nhà ông Gia-a, trưởng hội đường, có đứa con gái vừa chết, nghe Ngài nói: Sao lại khóc lóc om sòm thế? Em bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo Người, dù rất kinh ngạc khi Ngài truyền lệnh cho em bé trỗi dậy, và lập tức em bé đã đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Chế nhạo ai, bôi bác ai là có ý hạ uy tín, danh dự của người ấy. Và bới móc gia cảnh, đời tư là kỹ thuật thường được sử dụng nhiều nhất. Khi thấy Đức Giêsu nổi như cồn vì làm nhiều phép lạ, những người không tin Ngài đã châm biếm gia cảnh nghèo khó của gia đình Ngài. Ông ta chẳng phải là anh thợ, con bà Maria đó sao? Những kiểu nói, cách hỏi ỡm ờ, châm biếm, khinh bỉ, gieo ngờ vực là chiến thuật đốn hạ uy tín, danh dự của đối phương. Đức Giêsu đã là nạn nhân của những khinh mạng rẻ rúng ngay tại quê hương giữa bà con thân thuộc của Ngài khi Ngài về Nazareth. Thứ năm, rình rập, chụp mũ. Thái độ của người không tin trước phép lạ còn là rình rập, chụp mũ. Vì không tin nên dễ sinh tà tâm ác ý, gây ra những tiền đề để người khác cũng không tin như mình. Người không tin thường không ngừng ở trọn lửa không tin của riêng mình, nhưng lôi kéo nhiều người khác cũng phải như mình không tin. Và để đạt mục tiêu này, họ phải chụp mũ người làm phép lạ và bóp méo sự thật của phép lạ.
Tin mừng Gioan tường thuật chi tiết chuyện rình rập, chụp mũ quen thuộc của các ông Pha-ri-siêu khi Đức Giê-xu làm phép lạ, chữa người mù từ lúc mới sinh. Khởi đầu, họ điều tra người mù được phép lạ sáng mắt với những câu hỏi rất cắt cớ, cốt để anh chối sự kiện được sáng mắt là do phép lạ của Đức Giê-xu. Nhưng không thành công, vì anh đã mạnh dạn tuyên xưng với lòng biết ơn: người là một vị ngôn sứ. Họ lại tiếp tục hạch hỏi cha mẹ của anh vì không tin anh bị mù từ thuở mới sinh. Nhưng rồi cũng thất bại khi cha mẹ anh quả quyết: chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ lúc mới sinh, còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết. Hoặc có ai mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Thất bại ê chề vì không lôi kéo được anh mù và cha mẹ anh về phe mình để tố cáo Đức Giê-xu là tên bịp bợm. Những người Pha-ri-siêu liền nghĩ đến cách chụp mũ Đức Giê-xu là người tội lỗi, nhưng lại không kê khai được tội nào Ngài đã phạm, mà chỉ bâng khuâng ngược ngạo: chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Đó là trò chụp mũ quen thuộc. Vì đã gọi là chụp mũ, người ta đâu cần chứng cớ, nguyên do, sự thật, nhưng gán ghép hồ đồ lên án bừa bãi, mạt sát linh tinh, xối xả dập vùi, giả mang trà đạp đối tượng. Một lần nữa, anh mù được sáng bên vực Đức Giê-xu. Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được. Tuy thế, họ vẫn chưa chịu thua, vẫn chỉ thẳng mũi dùi vào anh mù vừa được sáng mắt: mày sinh ra trong tội lỗi ngập đầu mà lại muốn làm thầy chúng ta ư? Thế là không chỉ Đức Giê-xu mà cả anh nữa, cả hai đều bị những người Pha-ri-siêu không tin này chụp mũ là người tội lỗi. Mà đã là người tội lỗi thì không thể là người của Thiên Chúa, nên không thể làm được phép lạ. Tin mừng Luca còn ghi rõ: một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-xu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị bại liệt tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Một lần trừ quỷ khác, cũng những người cố tình không tin này đã chụp mũ Đức Giê-xu dựa vào quyền của chúa quỷ Beelzebul để trừ quỷ. Họ cố ý gán ghép Ngài là tay sai của ma quỷ, là kẻ dựa vào quỷ vương để làm phù phép lừa bịp thiên hạ, để không ai dám tin Ngài là con Thiên Chúa, đấng phải đến trong thế gian để cứu thế gian. Những trò chụp mũ rẻ tiền là câu chuyện xưa như trái đất, nên thời xưa hay thời nay đều được nhiều người sử dụng. Tuy rẻ tiền nhưng lại rất hiệu nghiệm, vì tâm lý con người luôn thích người khác thấp hơn mình, thua kém mình, nên dễ tin những ngôn lời đàm tiếu, phê bình, vu cáo người khác. Cái tâm lý ấy lại thường bị che khuất bởi cái lý luận cũng không mấy gì có giá. Đó là không có lửa làm sao có khói, để tự động đi vào tâm trạng nghi vấn, nghi ngờ, nghi ngại, nghi hoặc, nghi kỵ, và kết thúc bằng nghi oan cho người bị chụp mũ. Thứ sáu, coi phép lạ là trò mê tín lừa gạt. Chúng ta biết rằng ma quỷ tuy là thụ tạo của Thiên Chúa nhưng thuộc đẳng cấp thần thánh thiêng liêng, nên làm được những phép lạ. Chỉ khác một điều, phép lạ của ma quỷ chỉ phỉnh gạt, làm hại con người và để lại hậu quả thấy được là bối rối, xáo trộn, lo lắng, không bình an, vì không có tình yêu, sự thật, đúng hơn là không có Chúa. Đừng quên, ơn bình an là ơn của bất kỳ phép lạ nào, vì ơn sủng từ Thiên Chúa luôn mang đến bình an, như ơn bình an mà Đức Giê-xu phục sinh đã mang cho các môn đệ khi Ngài hiện ra với các ông. Chính vì thế, để nhận ra phép lạ nào là của ma quỷ,
người ta chỉ cần nhìn vào tình trạng an bình của người nhận phép lạ và đời sống bình an của người được Chúa cho quyền làm phép lạ, vì ở họ có Thiên Chúa là tình yêu và sự thật. Đức Giê-xu đã nhiều lần cảnh giác, nếu có ai bảo anh em, này, Đấng Kitô ở đây hoặc ở đó thì anh em đừng tin. Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiên, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn. Trong công vụ tông đồ cũng có nhiều trường hợp phù thủy làm những phép lạ để ngăn cản công việc truyền giáo của các tông đồ. Như ông phù thủy Elima tại đảo Síp đã bị tông đồ Phao-lô khiển trách. Hỡi kế đầy những mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, người không bỏ thói bể công những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? Trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica, một lần nữa Phao-lô vạch mặt những tên lừa gạt, xảo trá, tay sai của Sa-tan. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Sa-tan, có kèm theo đủ thứ phép màu, dấu lạ, điềm thiên và đủ mọi mưu gian trước dối nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Điều đó nói lên sự có mặt của những điềm thiên dấu lạ do ma quỷ, cộng thêm những trò mê tín lừa gạt của tay sai ma quỷ, đưa đến tình trạng vàng thau, thực hư lẫn lộn. Đó cũng là lý do bắt người ta phải thận trọng, nhưng đồng thời cũng khiến cho nhiều người rơi vào tình trạng cứng lòng, coi thường phép lạ và xem đó là những trò bịp bợm ghim mê tín. Thực ra, nếu người ta có ý thiện tâm, tức ý ngay lành thì sẽ đón nhận chân lý cách dễ dàng, vì chân lý là giá trị tốt đẹp có sức thu hút, lôi cuốn những tâm hồn ngay lành, lương tâm ngay thẳng. Chỉ những người thiếu thiện tâm, không lương thiện mới từ chối chân lý bằng những xảo thuật đánh bùn sang ao, lấp liếm mập mờ. Đức Giê-xu đã mô tả những người thiếu thiện tâm thiện ý như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ấy bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đó là tay bợm nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Và Ngài trách họ đã nhìn thấy phần lớn các phép lạ Ngài làm mà không tin cũng không sám hối. Thứ bảy, tìm cách tiêu diệt. Thái độ sau cùng của những người không tin là hủy diệt người đánh thức niềm tin đang ngủ mê trong họ. Tuy suy nghĩ và hành động như người vô thần, nhưng chính người vô thần cũng không xóa được niềm tin vẫn thấp thoáng trong tâm hồn họ. Đến một lúc, vì bị niềm tin âm thầm chất vấn, họ phải tiêu diệt nguyên nhân đã đánh thức niềm tin từ lâu đã mê ngủ, bị chôn vùi. Vì thế, nhiều người hăng máu tiêu diệt chứng nhân của đức tin không vì căm phẫn, ghen ghét. Người làm chứng cho bằng tự cứu mình ra khỏi những say rứt, trách móc của lương tâm. Họ diệt người làm chứng, nhưng thực ra là diệt tiếng nói lương tâm của mình. Họ bịt miệng người có đức tin, nhưng chính ra là bóp cổ niềm tin của mình. Nên chẳng lạ gì khi thấy họ hành động điên cuồng như người muốn tự diệt vì không chịu đựng được chính mình. Đức Giê-xu cũng đã là nạn nhân của những tâm hồn đầy mâu thuẫn này khi họ quyết định giết Ngài vì không thể chịu nổi những phép lạ Ngài làm. Tóm lại, thái độ của người vô thần hay người không tin có Thiên Chúa trước các điềm thiên dấu lạ là một chuỗi những tiêu cực, từ không tin, dửng dưng, khinh thường, thách thức đến rình rập, chụp mũ tiêu diệt. Thái độ có cường độ khác nhau,
nhưng quy về một mục tiêu, phủ nhận quyền năng đến từ Thiên Chúa của người làm phép lạ. Thực ra, thái độ đó hợp lý với chủ trương vô thần của người chưa bỏ niềm tin vào Thiên Chúa. Chỉ có một điều không hợp lý, đó là thái độ thiếu lương thiện trước chân lý và thái độ ngoan cố chối bỏ tiếng nói thúc giục, nhắc nhở của niềm tin tiềm ẩn ngay trong chính thẳm sâu tâm hồn mỗi người.